hôm nay tôi giới thiệu phần mềm hình thức trắc nghiệm vn phần mềm này hỗ trợ cho học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm và thi thử uh, trên phần mềm môn kiến thức chung môn tiếng anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm học viên có nhu cầu uh, kết nối zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912 595654 hoặc 094-3078-123. Sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học câu hỏi trách nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn. À, thông qua học câu hỏi trách nghiệm cho cái tài liệu à, nghị nghị định 86 năm 2017 của chính phủ ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2017 nghị định à, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch đầu tư thì chúng ta phải học câu hỏi trách nghiệm cho cái tài liệu này trên phần mềm như thế nào thì sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học như sau chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc google chrome à, trình duyệt à, google chrome chẳng hạn trên máy tính hoặc trên điện thoại chúng ta gõ cái hình thức trách nghiệm vn chú chú ý là gõ trên cái thanh địa chỉ này hình thức trách nghiệm vn thì xuất hiện cái giao diện là mục số 1 môn ngữ thức chung ôn tập dự tuyển công chức Mục số 2, môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức. Mục số 3 là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã. Mỗi một môn kiến thức chung một tài liệu cho một à, cái công chức nó khác nhau. Môn tiếng Anh và môn tin học thì dùng chung cho công chức và viên chức. Môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển cho à, công chức à, ở phía trên, viên chức ở phía dưới, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giáo viên các cấp và viên chức y tế nó nằm ở phía dưới này. Di chuyển con trỏ lên phía trên Thí dụ chúng ta cần mục số 1 Thì chúng ta kích chuột vào mục số 1 Tức là kích nốt trái chuột 2 lần vào mục số 1 Sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu à, Khi khi chúng ta có được à, ký danh mật khẩu Chúng ta phải bảo mật Vì nếu à, à, mật khẩu mà bị lộ ra Thì người khác có được Thì người ta chiếm quyền đăng nhập phần mềm à, Chúng ta sẽ mất quyền điều kiện phần mềm Chúng ta chọn Login để đăng nhập vào phần mềm thì sau đó vào phần mềm chúng ta dành một hai phút để chúng ta đọc các cái thông báo chung hiển thị ở trên trên màn hình thì đây là một danh mục khá đầy đủ đây thí dụ thi tuyển công chức thì ở trên này có vài hàng trăm danh mục tài liệu cho các luật thông tư nghị định nghị quyết vân vân chúng ta sẽ chọn những cái, cái cái tài liệu mà chúng ta cần ôn tập còn đối với công chức ví dụ công chức hành chính thì phải ít nhất là 42 tài liệu À, nâng ngành. còn công chức ừ, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ít nhất 31 tài liệu chúng ta chọn ở trong danh mục để chúng ta à, ôn tập vào đây chúng ta thực hiện làm hai bước bước 1 chúng ta kéo con trỏ chúng chúng ta tìm đến cái file để tài liệu chúng ta cần để chúng ta tải về máy tính hoặc chúng ta in ra giấy đây là một danh mục khá đầy đủ đây trong không không có nơi nào đầy đủ như trong phần mềm à, của thầy quang nó khá đầy đủ đó rất nhiều hàng trăm danh mục rồi à, mà chúng ta chỉ chọn à, các cái danh mục chúng ta cần thôi à, chúng ta kéo à, rất là lâu chúng ta kéo phía dưới này à, rất là nhiều đó thoải mái không rất thoải mái à, thí dụ như là chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới nữa đó. À, ta tìm bước một chỉ thực hiện lần đầu nhé à, đây ta đang thực hiện bước một đây thì nó đi tìm cái file thí dụ cái file nghị định à, 86 về cơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch đầu tư Chúng ta kích chuột chúng ta tải về máy tính Thì khi về máy tính Nó lưu tại thư mục ngầm định để download Chúng ta mở cái file này lên Thì như vậy chúng ta đã tải thành công Và chúng ta đã có một file lưu à, Trên máy tính Mỗi khi học thì chúng ta mở cái file này ra à, Học cái tài liệu khác thì chúng ta mở Cái tài liệu khác Học cái nghị định à, 86 thì chúng ta mở Cái nghị định 86 à, Như vậy là à, khi học thì chúng ta để ý Cái dấu trừ À, dấu chéo à, tắt cửa sổ, dấu trừ là thu nhỏ cửa sổ xuống phía dưới Đối với Windows thì nó nằm ở góc tay phải màn hình Đối với Macbook thì nó lại nằm bên tay trái à, Kích chuột vào dấu trừ thì nó thu nhỏ Kích chuột vào biểu tượng thì nó lại mở lên à, Đây là cửa sổ mà đã chúng ta có thể di chuyển thì Xong bước 1 chỉ thực hiện lần đầu à, Mỗi lần học thì chúng ta mở file lên thôi Chúng ta kéo con trỏ lên phía trên Chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm Cho cái nghị định tập 6 này đó, thì cái có thể học nhiều lần. À, một tài liệu có thể chúng ta học câu hỏi nhiều lần. Ví dụ mục mục 112, câu hỏi nghị định 1 à, à nghị định 86. Chúng ta kích chuột vào file và bắt đầu làm bài. À, start là bắt đầu. Chúng ta kích chuột vào nút start. thế sau đó là à, chúng ta đọc kỹ câu hỏi ở hiển thị trên màn hình. À, có bốn phương án A B C D. Khi thi thử được quyền chọn một trong bốn phương án có trường hợp là có nhiều phương án đúng thì phương án nào đúng hơn cả thì được chọn à, chúng ta lưu ý như thế nào là phương án đúng phương án đúng là phương án à, nó có đúng nội dung như trong tài liệu phương án sai là nó không có à, cái nội dung đó trong tài liệu hoặc là nó có nhưng mà nội dung sai à, đặc biệt phải soi kỹ đề bài à, bây giờ đang học lần đầu thì chúng ta chưa cần kích chuột một trong các phương án mà chúng ta phải nộp bài sớm à, finish ở góc tay trái màn hình này chọn finish để nộp bài sớm à, để kéo con trỏ xuống phía dưới chúng ta tìm đến cái thực đơn nộp bài và kết thúc sau đó xác nhận một lần nữa nộp bài kết thúc thì phần mềm sẽ hướng dẫn cho chúng ta à, căn cứ vào đâu thì cái câu hỏi nó lại đúng à, phương án ấy đúng vì sao nó lại sai à, như vậy theo cái nghị định 86 vân vân à, đọc kỹ đầu bài này bộ kế hoạch đầu tư là cơ quan của À, A là của quốc hội, B là cả ba phương án, C là của chính phủ, D là của nhà nước. Thì như vậy căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này? Thì đây là một tình huống đặt ra để giải quyết câu hỏi này thì phải căn cứ vào cái cái điều một. À, đáp án đúng ở đây là chính phủ. Thì học lần đầu tiên, à, chúng ta kích chuột vào file, và điều một, chúng ta di chuyển con trỏ xuống phía dưới để chúng ta tìm thấy điều một vị trí chức năng khi đó chúng ta đọc điều một. À, khi đó bắt đầu chúng ta đọc lý thuyết này. Bộ kế hoạch và đầu tư Là cơ quan của chính phủ à, Là của chính phủ à, Thực hiện chức năng quản lý nhà nước Về kế hoạch đầu tư phát triển Và thống kê Chủ yếu là có chữ thống kê Vì nó có tổng cục thống kê mà Bao gồm à, tham mưu tổng hợp về chiến lược Quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Kế hoạch đầu tư công của quốc gia Rồi cơ chế chính sách quản lý kinh tế Đầu tư trong nước đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài à, khu kinh tế nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA rồi vốn vay ưu đãi và viện trợ à, phi chính phủ nước ngoài đấu thầu à, phát triển doanh nghiệp kinh tế tập thể hợp tác xã thống kê à, chúng ta để ý cái thống kê à, quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành lĩnh vực Thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật Thì đó là vị trí và chức năng Thì ở đây chỉ hỏi một ý thôi Nó là cơ quan à, của chính phủ Đó, hỏi một ý Thì nó là cơ quan của quốc hội Thì không phải, của nhà nước không phải Thì suy ra loại trừ cả ba phương án Có một phương án mà sai Thì loại trừ được cả ba phương án Đó, vì nói là cả ba phương án đều đúng Thì tôi chỉ ra một phương án sai thì cái mệnh đề cả ba phương án bị loại trừ thì đối với câu này chúng ta mà không 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 xôi kỹ thì dễ dễ bị nhầm tưởng cả ba phương án đó à, tức là à, quốc hội rồi chính phủ rồi nhà nước là bộ kế hoạch à, là của bộ kế hoạch đầu tư là cơ quan của à, chính phủ à, nghị định à, 86 khẳng định là nó là cơ quan của chính phủ đó à, chúng ta chúng 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 ta để ý là đến câu hai căn cứ vào tình huống đặt ra của câu 2 thì giải quyết cái này thì căn cứ điều ba thí dụ như là cơ cấu của bộ kế hoạch đầu tư bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức trực thuộc bộ trừ đơn vị nào thì phương án a đây là hỏi là trừ trừ thanh tra bộ hay là trừ phương án b là văn phòng bộ hay là trừ cục quản lý đấu thầu hay là trừ việc uh, viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thì đáp án đúng là điều ba chúng ta kích chuột vào file để chúng ta xem điều ba chúng ta lại đọc soi uh, vào điều của điều 3 à, cứ học như vậy là chúng ta nắm rất là tốt nếu chỉ đọc lý thuyết không thôi thì trôi tuột ngay mà nếu chỉ đi tìm câu hội trắc nghiệm thì không có phương pháp học bài thì làm bài thì học đến bao giờ cho hết câu hội trắc nghiệm được thì chúng ta phải có phương pháp học như thế nào đó kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì đáng làm được à, điều ba là cơ cấu tổ chức thì có chữ vụ như này vụ 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 thì chúng ta thấy là đếm là à, từ vụ à, vụ quản lý quy hoạch rồi à, vụ à, thi đua khen thưởng và truyền thông chúng ta thấy có chữ vụ đứng đầu là đây có kết thúc là 17 vụ à, rồi đến văn phòng bộ rồi 19 là thanh tra bộ rồi đến cục là 20 là cục quản lý đấu thầu cục phát triển doanh nghiệp rồi cục đầu tư nước ngoài cục quản lý đăng ký kinh doanh cục phát triển hợp tác xã cục thống kê thì như vậy chúng ta để ý là kết thúc bởi 25 à, thì có bao nhiêu cục để chúng ta phải nhớ con số này để có bao nhiêu vụ à, thì chúng ta phải nhớ để làm câu hỏi trắc nghiệm mang chất định lượng à, 26 là viện chiến lược phát triển này 27 viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, 28 là trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia, 29 là trung tâm tin học, 30 là báo đầu tư 31 là báo kinh tế và dự báo. 32 là học viện chính sách và phát triển, 33 trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế kế hoạch. Thì đó là chúng ta thấy là kết thúc là 33. Như vậy cơ cấu tổ chức là có 33 đơn vị. Nhưng mà chúng ta phải chú ý này, các tổ chức quy định khoản 1 đến khoản 25 điều này là các tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Là có 12 có 20, 25 tổ chức à, giúp bộ trưởng à, thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Chúng ta phải ghi nhớ con số 25 này. Các tổ chức quy định từ khoản 26 đến khoản 33 thì chúng ta lấy 26 à, mà trừ à, 33 trừ đi 26 thì chúng ta thấy là à, nó còn bao nhiêu tổ chức đây. Đó. Thì 26 này, từ 26 mà 26 1 này, 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là có 8. À chúng ta thấy có 8 tổ chức. À 8 8 8 tổ chức, đó, 26 à 2, 2 25 Rồi cộng với 8 thì nó sẽ ra 33. Đấy, chúng ta để ý ra 33. Như vậy có 25 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 8 tổ chức các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. Đấy là quân số chúng ta phải nhớ để ghi nhớ để làm câu hỏi trắc nghiệm mang chất định lượng này. Hỏi là có bao nhiêu tổ chức đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ thì như vậy là có 8. Có bao nhiêu tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thì chúng ta trả lời đáp án đây ghi nhớ là con số 25. À và các con số này chúng ta cũng phải nhớ này, văn phòng bộ thì có 10 phòng, thanh tra bộ thì có 7 phòng, vụ kinh tế đối ngoại thì có 7 phòng. À, đây các con số này chúng ta phải nhớ. Đó. Rồi vụ tổng hợp kinh tế quốc dân thì có 5 phòng, vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ có có 7 phòng. Rồi cục về phía cục thì cục quản lý đấu thầu thì có 5 phòng, cục phát triển doanh nghiệp thì có 7 phòng, cục quản lý đăng ký kinh doanh thì có 5 phòng. Cục đầu tư nước ngoài có 6 phòng, cục phát triển hợp tác xã có 4 phòng. Đó, chúng ta để ý cái câu đó. Và để ý này, à, Bộ trưởng Bộ Quách Đầu tư trình đấy, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định à, chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của cục thống kê như vậy đối với cục thống kê thì bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư thì không có thẩm quyền quyết định à, quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục thống kê mà bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư chỉ có thẩm quyền trình chú ý chữ trình trình thủ tướng chính phủ ban hành à, các quyết định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của tổ chức của tổng cục thống kê À, chúng ta để ý đó là đơn vị thứ nhất đơn vị thứ hai là viện à, chiến lược phát triển rồi viện à, nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương rồi trung tâm à, thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia để danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ đó. thì đó là trình đối với bộ hoạch đầu tư chỉ có quyền trình các đơn vị à, tôi vừa đọc bộ trưởng bộ hoạch đầu tư quy định thì đến đây là cái ý sau đây là có thẩm quyền này bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức à, của các tổ chức trực thuộc bộ trừ tổng cục thống kê là một viện chiến lược phát triển là hai viện nghiên cứu à, quản lý kinh tế trung ương là ba và trung tâm thông tin và dự báo kinh tế hội quốc gia là bốn như vậy có bốn đơn vị này là À, bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư à, trình thủ tướng chính phủ quyết định còn lại là do bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư à, ra quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc bộ chúng ta để ý trừ trừ 4 cái đơn vị tôi vừa đọc à, ý nghĩa của cái cái cái, cái điều ba thì sau đây chúng ta thấy rằng là như vậy à, căn cứ cái câu uh, câu hỏi đặt ra là Bộ trưởng Bộ Quách Đầu Tư quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức trực uh, thuộc bộ trừ đơn vị nào. Thì như vậy ở đây là có bốn phương án. Thì à, có hai cách làm. Cách làm thứ nhất chúng ta chỉ ra được 3 đơn vị mà Bộ bộ trưởng Bộ Quách Đầu Tư có thẩm quyền quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Thí dụ như thanh tra bộ là một, văn phòng bộ là hai, cục quản lý đấu thầu là ba. Có cái chữ cục tất nhiên là, là, là do Bộ trưởng Bộ Quách Đầu Tư rồi như vậy phương án a b c à, là ba đơn vị mà được bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư có thẩm quyền ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức à, suy ra phương án còn lại viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thì cái 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 viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư có thẩm quyền trình thủ tướng quyết định à, chứ không có à, quyền quyết định vì thế phương án đúng ở đây là viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương à, như vậy dùng phương pháp loại trừ à, cách làm thứ nhất chúng ta chỉ ra được ba phương án là thuộc thẩm quyền ban hành quyết định à, của bộ trưởng bộ kế đầu tư suy ra phương án còn lại không có thẩm quyền nhưng mà có quyền trình thôi chỉ có quyền trình chứ không có quyền quyết định vì vậy à, cách làm thứ nhất cách làm thứ hai à, chúng ta căn cứ vào điều ba chúng ta chỉ ra được một phương án viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương là đơn vị mà à, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư không có thẩm quyền à, quy định, à, ra quyết định à, quy định chức năng nhiệm vụ thẩm quyền à, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức à, vì căn cứ vào à, cái điểm này à, là trừ các cái đơn vị này ra thì ở đây chúng ta thấy có trừ Viện à, Chiến lược Phát triển Đó, thì trong phương án này có câu là à, về là Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thì bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư là không đủ không có thẩm quyền quyết định nhưng có quyền trình thì ở đây hỏi về quyết định cho nên chúng ta chọn phương án d cách làm thứ nhất đó là phương pháp à, hai cách làm thì đối với câu này các câu khác hoàn toàn tương tự thí dụ chúng ta giữ nguyên phương án a b c mà giữ nguyên nội dung câu hỏi chúng ta thay cái giá trị phương án d bằng À, một trong bốn giá trị à, tổng cục thống kê viện chiến lược phát triển hay là trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia thì chúng ta thấy có ngay được thêm ba câu hỏi nữa à, mà đúng như nội dung à, câu hỏi này chúng ta chỉ thay mình phương án d đó thì chúng ta thấy chúng ta học một mà chúng ta biết được thêm ba câu nữa à, vì thế là không thể chạy show đi tìm câu hỏi trách nhiệm để học được vì học không bao giờ hết được đúng không? thì chúng ta nắm được nội dung à, câu hỏi, nắm được nội dung của các phương án và dùng phương pháp tư duy logic thì chúng ta sẽ tìm ra được phương án đúng. cho nên không cần phải chạy show. vì thế có những em, bọn thưa thầy em đã chọn, em đã tìm được một file mấy nghìn câu hỏi em học thì thế cũng tốt thôi nhưng mà gặp các cái dạng câu khác lại không làm được. vì thế phải phương châm học như thế nào đó để cạnh tranh nhau kiến thức. Là phải làm là câu hỏi trắc nghiệm mang chất phân loại học viên à, vì kỳ thi mà phải phân loại được học viên nhưng còn câu hỏi mà, mà, mà không phân loại được thì chưa đúng cái mục đích của kỳ thi kỳ thi là phải phân loại thì trên phần mềm trên tinh thần đó phần mềm các thầy là à, thầy là ra các câu hỏi trắc nghiệm à, mang tính chất phân loại học viên để áp lên trên phần mềm cho chúng ta rèn luyện kỹ năng à, học loại câu hỏi đó và kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ dính làm được cạnh tranh nhau kiến thức rất lành mạnh à chúng ta thi thực hành trên máy tính thì xong máy chấm điểm chấm điểm luôn à, chúng ta phải nỗ lực cố gắng học à, để vượt qua được kỳ thi đồng thời có kiến thức để làm công việc sau này đấy chúng ta thấy bắt đầu ôn tập chúng ta thấy toàn những kiến thức rất là cần thiết à, cho công việc của mình sau này vì vậy ôn tập phải được hai mục đích chính mục đích thứ nhất vượt qua kỳ thi mục đích thứ hai là có kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt hơn À, tương tự như vậy đối với các cái câu sau à, thì chúng ta để ý là, là đây ví dụ như cơ cấu tổ chức của bộ cách đầu tư bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức à, trực thuộc bộ trừ à, đơn vị nào thì câu này hoàn toàn tương tự như trên như là chúng ta thấy là cục đầu tư phát triển à, cục quản lý đăng ký kinh doanh cục phát triển doanh nghiệp như vậy ba có có ba cái chữ cục thì chúng ta suy ra đây là thẩm quyền ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của uh, đơn vị trực thuộc bộ rồi truy ra phương án còn lại là phương án d đây thay một cái giá trị khác và thay các cái nội dung a b c d uh, thì chúng ta có được một cờ dạng câu lưu thì cách làm hoàn toàn tương tự như trên tuyệt vời không? quá tuyệt vời đó uh, tương tự như thế câu 4 nó cũng tương tự như vậy uh, đối với uh, uh, câu 5 thì chúng ta để ý câu 5 thì là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị nào dưới đây phương án A tổng cục thống kê phương án B là viện chiến lược phát triển phương án C là cục phát triển doanh nghiệp phương án D viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương như vậy loại câu này chúng ta phải chỉ cách làm thứ nhất chúng ta chỉ ra được 3 phương án là không phải thẩm quyền quyết định quy định chức chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức à, của các đơn vị trực à, thuộc Bộ kế hoạch đầu tư. Suy ra phương án còn lại sẽ là phương án do Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư có thẩm quyền ra quyết định à, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức à, của đơn vị đó. Thí dụ như chúng ta tìm ra là à, phương án viện à, chiến lược phát triển à, thì đây là Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư chỉ có quyền trình chính phủ thôi rồi phương án, à, phương án à, cục phát triển doanh nghiệp thì bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư có quyền quyết định rồi, Đó, rồi tổng cục thống kê thì bộ trưởng bộ kế hoạch trong kế hoạch đầu tư chỉ có thẩm quyền trình thôi, à, rồi viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương có thẩm quyền trình như vậy có ba phương án bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư chỉ có thẩm quyền trình chứ không có không có quyền quyết định À, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức đơn vị. thí dụ như là tổng cục thống kê là một à, viện phát triển viện chiến lược phát triển là hai viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương là ba. suy ra phương án còn lại cục phát triển doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc bộ mà bộ trưởng bộ các đầu tư có thẩm quyền à, quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức à, của của tổ chức cục phát triển doanh nghiệp. À, cách làm thứ nhất cách làm thứ hai chỉ giảm phát ăn ngay à, thì chúng ta thấy rằng là cục phát triển doanh nghiệp là đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định quy định chức năng nhiệm vụ thẩm à, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị này mà do bộ trưởng bộ kế đầu tư ban hành quyết định à, chúng thấy tuyệt vời không? À, tương tự như vậy các cái câu còn lại nó cũng sẽ hỏi như thế để chúng ta nắm đó sẽ rất là rất là nhiều đúng không chúng ta đang đăng vào phần mềm để học thôi đó thì cái phương pháp học là như vậy thí dụ như hỏi về số lượng thì cơ cấu tổ chức của bộ kế đầu tư có bao nhiêu đơn vị thì đây đã bán đúng là 33 đơn vị thì 34 là cái phương án gây 7 32 là bị loại trừ 30 là bị loại trừ 33 thì chúng ta phải nắm các quân số đó thì có bao nhiêu cục vân vân bao nhiêu nhiệm vụ kế hoạch như vậy cái phương pháp học mà cái uh, nghị định này thì chúng ta chú ý là cái phương pháp chúng ta đọc kỹ à, lý thuyết à, thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta nắm lý thuyết và nắm nắm được cái uh, dạng câu à, phương pháp làm bài cho từng loại để chúng ta học à, như vậy à, chúng ta muốn học mục khác chúng ta kích chuột vào mục số 1 à, sau sao chúng ta để học lại cái mục này hoặc hoặc ho cái mục khác à, kết thúc phim làm việc với phần mềm chúng ta chỉ chuột vào góc phải trên cùng màn hình, à, sao cho xuất hiện cái chữ thoát, à, nhấn nút trái vào góc phải trên cùng màn hình, chúng ta thấy có chữ thoát, chúng ta kích chuột vào chữ thoát để thoát ra khỏi phần mềm. À, như vậy là tôi đã trình bày cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên à, thông qua học cái à, một cái tài liệu à, rất cụ thể, à, thì học viên có nhu cầu à, kết nối Zalo hoặc là điện thoại cho thầy giáo theo một trong hai số màn hình phần mềm thường xuyên update cập nhật những tài liệu thông tư nghị định mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên các game xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào Gây cái video có chữ đăng ký để chúng ta đăng ký sẽ được hai tiện ích tiện ích thứ nhất xem video bài giảng theo từng mục và có video bài giảng mới sớm nhất sẽ nhận được sau khi kết nối zalo tôi sẽ gửi cho các bạn một cái tin nhắn có đường link là cái ảnh của tôi đây chứ là cái kênh chúng ta chạm tay vào cái, cái cái tin nhắn video mà có cái ảnh của thầy đây thì các em chọn danh sách phát sau đó chọn video uh, theo từng uh, tài liệu để chúng ta nghe thì sau đó chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm đó thì như vậy là uh, rất hiệu quả uh, đây là một cái phương pháp mà kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm thì tôi đưa ra cái phương pháp này thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học lý thuyết và không có học tố không có học lệch học theo cái phương pháp hiểu biết rồi phương pháp làm bài để từ đó mục tiêu à, như tôi trình bày ấy, là ra đề cứ gì đáng làm được thì đưa với là cái mục tiêu học tốt nhất để giáo chúc à, các em thành công